Với tính năng chịu nước tốt, những chiếc Submariner ra đời để dành cho những người thợ lặn. Hôm nay Kỳ Lân Luxury xin giới thiệu đến quý khách hàng một siêu phẩm có tính kháng nước lên đến 300m. Siêu phẩm mang tên đồng hồ Rolex Submariner 126618LN mặt số đen. Chiếc đồng hồ này là một trong những biểu tượng nổi bật của thương hiệu Rolex, được chế tác từ vàng kim. Chiếc đồng hồ không chỉ thể hiện vẻ đẹp sang trọng mà còn đảm bảo độ bền bỉ chính xác. Kích thước 41mm là sự lựa chọn lý tưởng cho các quý ông. Mặt số đen đậm chất cổ điển kết hợp với vành bezel Cerachrome chống chày tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và bí ẩn. Những cọc số và kim đồng hồ trắng được phủ dạ quang Tourmaline phát quang, giúp người đeo dễ dàng xem giờ trong mọi điều kiện ánh sáng, mang đến sự tiện lợi và đẳng cấp. Điểm nhấn đặc biệt của Submariner 126618LN nằm ở vòng bezel xoay một chiều, cho phép thợ lặn đo thời gian chính xác dưới nước mà không lo sai lệch. Vỏ đồng hồ chống nước lên đến 300m, đủ tiêu chuẩn cho những chuyến thám hiểm đại dương, đồng thời vẫn giữ vững phong cách lịch lãm. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.